Nên với bài học ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để cài đặt các thiết lập ban đầu để giúp các bạn có thể là cải thiện cái hiệu quả làm việc trong phần mềm AutoCAD 2015. Đây là giao diện làm việc của AutoCAD. Để có thể thiết lập, các bạn ấn phím O, P để gọi lệnh. Đấy, chúng ta sẽ thấy mục Option ở đây, lệnh OP, và các bạn Enter. Ngay lập tức hộp thoại Option đã hiện ra. Đầu tiên, mục File là nơi chúng ta sẽ thiết lập các cái đường dẫn lưu các file của phần mềm AutoCAD. Đấy. Đấy, các bạn có thể thấy các đường link đây, và các bạn có thể ấn hoặc Browse. Đấy, tìm các đường link cho nó. Thì thường khi các bạn đi làm thì chúng ta sẽ có những cái thư mục của công ty cung cấp để giúp các bạn có thể là ấn vào và làm việc rất là tiện lợi. Đấy. Tuy nhiên thì trong cái cấp độ cơ bản thì mình sẽ để nó mặc định. Đấy. Tiếp theo mục Display. Mục Display này chúng ta sẽ để ý hai mục, một Color, hai là Cross hay Size. Mục Color này các bạn sẽ kích vào đây và các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có thể thiết lập màu sắc của giao diện làm việc. Các bạn hiện tại thì nó đang màu đen ở đây, các bạn thấy không, nhìn của chúng ta màu đen. Giả sử như ở đây mục Color mình chọn nó là White, trắng, mình thử apply nhé. Đấy, các bạn sẽ thấy nó sẽ hiện ra màu trắng như thế này. Đấy, các bạn có thể tùy chỉnh những cái giao diện làm việc ở đấy, ở đây. Đấy. Ở đây thì mình sẽ cho nó về màu đen như mặc định. Đấy. Tiếp theo Crosshair Size. Crosshair Size là cái gì? Đấy, các bạn sẽ thấy hiện tại ở đây cái giao diện làm việc chúng ta có một con chuột với một hình chữ thập. Đấy, ở giữa có một cái ô vuông và cái chữ thập này chính là Crosshair. Và khi chúng ta gõ lệnh OP, đấy, chúng ta vào Display, các bạn cho nó cái Crosshair Size này đến 100 đi. Bạn thử Apply. Ok. Các bạn sẽ thấy rằng cái chữ thập của chúng ta nó sẽ kéo dài toàn bộ màn hình. Và như thế thì giúp cho các bạn sẽ gióng, đấy, bắt điểm gióng dễ dàng và chính xác hơn. Đấy, đấy là lệnh Crosshair Size. Tiếp theo mục Open Shape. Ở đây mục File Shape thì các bạn mục Shape Art này, các bạn sẽ chọn cho mình nó là về AutoCAD 2007 đi, hoặc là 2004. Thì thường bây giờ thì họ hay sử dụng CAD 2007. Việc mình thiết lập cái này thì khi các bạn ấn Save trong phần mềm AutoCAD thì mặc định nó sẽ lưu cái file chúng ta về CAD, phiên bản CAD 2007, để giúp cho các máy tính của các công ty khác hoặc các cái bạn làm việc của chúng ta nó có thể mở được. Ví dụ như ở đây mình cài CAD 2015 và bạn mình dùng CAD 2007 chẳng hạn. Đấy, nếu mà chúng ta không cài cái này thì chúng ta lưu nó sẽ về CAD 2015. Đấy, và CAD 7 nó sẽ không mở được đâu. Đấy. Tiếp theo mục Automatic Save thì ở đây chúng ta có thông số minute between save, nghĩa là cái thời gian mà phần mềm nó sẽ tự động lưu chúng ta. Ở đây hiện tại nó đang 10 phút. Thì các bạn có thể tùy và cho chúng ta có thể thiết lập, ví dụ nó là 5 phút, 2 phút, đấy, tùy các bạn. Và thường mình để khoảng 5 hoặc 10 phút. Thì cái này sẽ giúp các bạn tự động lưu, đấy, đề phòng những khi mà chúng ta gặp sự cố như là mất điện. Đấy. Tương tự các bạn cũng kích vào Create Backup để nó có thể tạo ra một cái file backup lưu trữ, một cái file có đuôi là BAK. Đấy. Cái file này cũng giúp các bạn sẽ đề phòng những cái trường hợp sự cố. Đấy. Tiếp theo mục User Preference thì ở đây chúng ta có mục Shortcut Menu in Drawing Area. Thì nếu các bạn thích chọn cái này ấy, đấy, cách chọn thích chọn nó, thì khi chúng ta vẽ, ví dụ mình gọi vậy line chẳng hạn, vẽ một đường thẳng. Đấy. Thì khi chúng ta vẽ xong như thế này, các bạn kích chuột phải, các bạn sẽ thấy chúng ta có cái hộp thoại như thế này hạn. Thì nếu như mình gõ lệnh Option, đấy, mình bỏ tích cái này đi nhé, mình không sử dụng lệnh này nữa, mình apply, mình ok. Bây giờ mình thử gõ lệnh like nhé. Đấy. Bây giờ mình sẽ kích chuột phải, các bạn sẽ thấy ngay lập tức lệnh sẽ kết thúc. Và bây giờ mình kích chuột phải một lần nữa, các bạn sẽ thấy ngay lập tức cái lệnh like lại được tiếp tục. Đấy, nó gọi là chúng ta cái lệnh mà chúng ta đã thực hiện trước đấy. 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 Thì đấy là cái chức năng shortcut menu in drawing area, các bạn nên có thể tùy. Thường thì mình sẽ không dùng, giúp các chúng ta có thể vẽ nhanh hơn. Đấy. Tiếp theo mục graphics. Ở đây thì các bạn có các cái mục, chủ yếu là mục auto snap và auto snap mà thôi. Thì đây thì chúng ta có các cách hiển thị cái điểm bắt điểm. Ví dụ như các bạn có thấy hiện tại nó kích thước như thế này nhá. Mình kích vào OK. Bây giờ mình thử gọi lệnh line. Mình bắt điểm vào cái điểm mút này. Các bạn sẽ thấy có một cái điểm màu xanh lá cây nó hiện ra như thế này. Đấy. Thì nếu như mình gõ lệnh OP. Ở đây mình cho nó to lên như thế này nhá. Đấy, mình apply.
Bây giờ mình lại gọi lệnh line, mình bắt điểm vào đây. Compass này nó sẽ to hơn. Đấy. Và to hơn thì sẽ giúp các bạn bắt điểm một cách chính xác hơn. Đấy. Tiếp theo, mình quay lại OP. Mục selection. Tương tự chúng ta cũng có mục pick box size và width size. Pick box size chính là cái hình vuông ở chính giữa cái chữ thập của con chuột đấy. Còn width size chính là khi chúng ta lựa chọn một cái đối tượng. Các bạn sẽ thấy nhóm các điểm xanh ở các điểm như này. Đấy, đây chính là cái grid size. Và các bạn có thể gọi lệnh OP. Đấy. Mục pick box size này các bạn có thể cho nó to lên. Đấy. Thì cái điểm cái hình vuông ở giữa con chuột nó sẽ to lên. Và tương tự grid size các bạn có thể cho to lên như thế này. Đấy, ok. Các bạn sẽ thấy đấy, cái hình vuông này nó to lên và khi các bạn kích vào đối tượng nó cũng to lên như thế này. Đấy. Thì đấy là những cái hướng dẫn cơ bản giúp các bạn có thể thiết lập ban đầu ở trong cái phần mềm AutoCAD, giúp các bạn sẽ vẽ một cách chính xác và nhanh hơn. Ngoài ra ở đây thì có rất nhiều các tùy chọn khác, tuy nhiên thì mình sẽ nhắc nó trong các bài học sau khi chúng ta cần đến nó. Còn hiện tại ở mức độ cơ bản thì các bạn sẽ cần thiết lập như những cái gì mình hướng dẫn mà thôi. Đấy. Đấy là nội dung của bài học ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.